SCTV6, phim 360, phim mới trên toàn thế giới. Hòa bình. Hòa bình. Hòa bình. Hòa bình. Chị Alex, sao chị lại đến đây? Em còn chưa dậy nữa. Chị biết xưởng của dì Lan tổ chức đi du lịch. Cậu ở nhà một mình chắc chắn không ăn uống tử tế, nên đã mua ít đồ ăn để nấu cơm cho cậu này. Vậy thì ngại lắm. Có gì mà ngại chứ. Lúc còn nhỏ, cậu, chị, Trần Sinh vẫn thường đến nhà nhau ăn ké cơm đấy chứ. Sao lúc đó cậu không thấy ngại vậy? Thôi được rồi. Vậy chị vào bếp nấu đi. Tôi dậy ngay đây. Nhà cửa bừa bộn thế này, ở kiểu gì đấy? Hay là chị dọn dẹp giúp cậu đã? Thôi, để tôi tự làm đi. Được rồi. Chị bảo này, cậu cứ ở yên đó đi, đừng khách sáo với chị. Chờ chút nhé, chị đảm bảo sẽ khiến phòng của em sạch sẽ như mới. Chị Alex, đây là tín vật của tôi và Nam Sinh. Tín vật gì chứ? Chẳng qua là trò chơi của đám trẻ con thôi. Có vẻ chị quan tâm hơn quá đến tình cảm của tôi và Nam Sinh đấy. Nếu chị đến để nấu cơm giúp, tôi vô cùng cảm ơn. Nhưng nếu còn nhắc chuyện của Nam Sinh nữa, vậy thì chị đi đi. Lại còn giận dỗi chị nữa à? Được rồi, chị không nói nữa được chưa? Chị đi nấu cơm đây. Hòa Bình, nếu cậu đã không nỡ chia tay với Nam Sinh, chị đành giúp cậu thôi. Đau dài không bằng đau ngắn. Không thể cứ dây dưa không dứt khoát được. Làm việc không quyết đoán, ắt để lại hậu quả. Cần gì phải vừa phí thời gian vừa lãng phí tình cảm, còn khiến mình khó chịu vậy chứ. Bạn này, cho chị hỏi một chút. Em ở khu ký túc xá này phải không? Đúng rồi, sao thế ạ? Phiền em giúp chị đưa bức thư này cho Nam Sinh được không? Chị muốn đưa cho Nam Sinh à? Em ở cùng ký túc với bạn ấy. Thật sao? Vậy thì tốt quá. Cảm ơn em. Chị mình, chị ấy đến đây làm gì vậy? Tạm biệt. Tiểu Khê, gì thế này? Cậu làm gì thế? Người ta gửi cho Nam Sinh. Đưa đây. Gì mà người ta? Cậu biết đó là ai không? Đó là chị của tôi. Chị của cậu à? Để tôi xem chị ấy viết gì cho Nam Sinh nào. Nam Sinh, vì tình cảm của em và Hòa Bình rất đau khổ. Em và Hòa Bình là người của hai thế giới. Nếu em muốn tốt cho Hòa Bình, thì nên lựa chọn rời xa Hòa Bình ngay, để tránh gây tổn thương lớn cho Hòa Bình sau này. Được rồi, nhất định không được đưa thứ này cho Nam Sinh. Nhưng chị cậu bảo tôi đưa cho Nam Sinh này. Đừng đưa, tôi giữ cho. Hứa Trang Sinh, cậu nói rõ đi. Sao em lại đến đây? Không học hành tử tế chạy đến đây làm gì? Em đến tìm chị đấy. Tìm chị? Có phải chị viết cái này không? Sao mới đó mà thư đã vào tay em rồi? Là chị viết đấy. Sao nào? Là chị nói sự thật thôi. Chị vì nghĩ cho Hòa Bình thôi. Nghĩ cho Hòa Bình gì chứ? Là chị nghĩ cho chính chị ấy. Hơn nữa em thấy chị mất trí rồi. Hứa Trần Sinh, em làm phản đấy à?
Em nói cho chị biết, nếu chị còn phá chuyện của họ nữa, em làm phản thật đấy. Mà em cũng sẽ không nhận chị là chị nữa đâu. Hứa Trần Sinh. Trần Sinh, ồn ào gì thế? Sao lại nổi điên lên với chị cậu thế? Hỏi cậu đấy. Không có gì, tôi đi đây. Chị An Lịch, sao thế? Không có gì đâu. Cạn ly. Chúc mừng hai người nhé. Cảm ơn, cảm ơn. Cứ chơi thoải mái nhé. Hòa Bình, không còn sớm nữa. Hay là bắt đầu đi. Các vị, hôm nay là lễ khai trương của Lịch Bình Các. Mọi người đã đến đây thì chắc chắn đều quen biết tôi và chị A Lịch rồi. Thật ra đây vốn là một cửa hàng đồ thủ công. Hôm nay có thể biến nó thành văn phòng của Lịch Bình Các. Đối với tôi và A Lịch, đây là chuyện mang ý nghĩa to lớn. Chúc mừng nhé. Cảm ơn. Làm gì thế? Tóm lại, rất cảm ơn mọi người đã đến đây ngày hôm nay. Mọi người cứ chơi thoải mái đi nhé. Cứ chơi thoải mái nhé. Hòa Bình. Nam Sinh, em đến rồi sao? Anh cứ tưởng là em không đến chứ. Công ty anh khai trương mà, em không đến sao được. Hơn nữa em còn phải giúp thu hút khách hàng mà. Em tốt thật đấy. Nào, vậy tôi tuyên bố Lịch Bình Các chính thức khai trương. Chị A Lịch, nào. 1, 2, 3. Nam Sinh, hôm nay em đừng về trường nữa. Yên tâm đi, em còn việc phải làm ở trường. Em phải về. Vậy anh không giữ em nữa. Anh đưa em về nhé. Được, đi nào. Em... Cậu là Lâm Hòa Bình sao? Vâng, tôi đây. Đây là lãnh đạo của bộ phận quản lý bọn em. Sao thầy lại đến đây? Nhóc kia, cậu không cần lo cho Nam Sinh nữa. Tôi sẽ đưa em ấy về đi thôi. Vậy chủ nhiệm đưa em về, anh không cần tiễn nữa. Yên tâm đi. Loại con trai đó sao xứng với em được? Em là người có tương lai sáng lạn. Anh nói gì vậy? Thôi bỏ đi Trần Sinh. Đó là sếp của Nam Sinh. Đừng có gây phiền phức cho em ấy. Chủ nhiệm Triệu kết quái gì? Nếu cậu không cản tôi đã xông lên rồi. Trần Sinh à, tôi về nhà lấy chút đồ. Được, vậy tôi đi đây. Sao cậu còn mặt mũi về đây nữa? Ra ngoài cho tôi. Chị Lan, chị Lan đừng đuổi tôi. Lần này tôi về là để trả nợ. Chú Diêu, chú về rồi đấy à? Chú có biết chú đã hại bọn cháu thê thảm lắm không? Tiền đâu rồi? Hòa Bình, bớt nóng đi cháu. Lần này chú về là để trả nợ đấy. Tuy chỗ tiền này vẫn chưa đủ, nhưng là khoản đầu tiên. Chỗ còn lại hàng tháng nhận được lương, chú sẽ trả nốt cho cháu. Cháu tin chú đi. Chú lấy đâu ra tiền vậy? Chắc không phải là lấy trộm đi chứ? Là tiền mồ hôi nước mắt của chú. Sau này chú sẽ chăm chỉ làm việc, bắt đầu lại cuộc đời. Chú gì? Con còn kêu anh ta làm gì? Mà sao con lại về đây? Nghĩ thông suốt rồi đấy à? Con về lấy đồ. Mẹ tưởng con về ở chắc.
Mẹ không cho con và nam sinh yêu nhau thì con không về. Con nhất định sẽ làm nên sự nghiệp cho mẹ xem. Chị An Lịch. Hòa Bình. Hòa Bình. Chú Diêu quay về rồi. Chú ấy còn bảo sẽ thay đổi bản thân, sẽ trả đủ tiền cho chúng ta từ từ. Vậy thì tốt quá. Hòa Bình, công ty chúng ta mới mở, quá nhiều khoản cần dùng đến tiền. Chị đang đau đầu đây. Hòa Bình, cậu không sao đấy chứ? Tôi nghe Trang Sư kể chuyện hôm nay rồi, cậu đừng để bụng nhé. Chủ nhiệm Triệu gì thôi mà, đổ một cái có tiền thôi, có gì ghê gớm lắm đâu. Nhưng mà nói đi nói lại, thế giới của cậu và nam sinh sẽ càng ngày càng khác biệt. Em ấy quen với kiểu người như vậy, khác với chúng ta. Chúng ta chỉ là con buôn thôi. Sao ngay cả chị cũng nói thế vậy? Vốn là vậy còn gì, đây mới là bắt đầu thôi. Sau này thế giới của hai đứa sẽ càng ngày càng khác biệt. Không đâu, tôi nhất định sẽ làm nên sự nghiệp, kiếm thật nhiều tiền. Tôi sẽ không để vượt mất nam sinh đâu. Tiểu Khê, cậu xách nhiều đồ thế làm gì vậy? Tất nhiên là cho nam sinh rồi. Lát cậu giúp tôi xách về cho nam sinh. Cậu nghĩ nam sinh yếu đuối quá rồi đấy. Cậu ấy đâu có yếu ớt như vậy. Ý cậu là sao? Sáng sớm nay nam sinh đã đi phỏng vấn rồi. Phỏng vấn? Phỏng vấn gì vậy? Tranh của La Thần đã đạt giải rồi. Cậu ấy với nam sinh được phỏng vấn. Sao cậu lại không nói sớm cho tôi biết? Tên khốn La Thần đó chắc chắn là ép nam sinh đi cùng rồi, muốn trước mặt học sinh trường làm nhục Hòa Bình đây mà. Không được, tôi không thể làm ngơ. Cậu xách mấy thứ này về cho cậu ấy nhé. Tôi đi đây. Cậu đi đâu thế? Đi báo cho Lâm Hòa Bình. Bạn La Thần, xin hỏi bạn có cảm nhận gì về việc tác phẩm của mình đạt giải trong triển lãm lần này? Đầu tiên, giành được giải thưởng này, tôi phải cảm ơn bạn nữ đứng cạnh tôi đây. Cô ấy tên nam sinh. Tôi tin mọi người đều nhận ra người trong tranh chính là cô ấy. Nếu không có sự giúp đỡ của nam sinh, chắc chắn tôi không vẽ ra được. Chắc là cậu dành tình cảm sâu sắc cho nam sinh nên mới vẽ ra được một tác phẩm tuyệt vời như vậy. Bạn nam sinh chắc cũng vô cùng ngưỡng mộ tài hoa của bạn La Thần nên mới phối hợp để hoàn thành bức tranh này, phải không?
Hòa Bình, chị biết cậu chia tay với nam sinh, tâm trạng không vui vẻ gì cả, nhưng cũng không thể nhịn đói được. Tôi nuốt không trôi, tôi muốn được ở một mình. Nam sinh thật sự tốt đến vậy sao? Ngoại trừ nam sinh, cậu không còn lựa chọn nào khác sao? Ý chị là sao? Hồi nhỏ chúng ta chơi trò gia đình, cậu nhớ không? Cậu đóng vai chồng, chị đóng vai làm vợ cậu. Chẳng phải lúc đó chúng ta chơi rất vui sao? Chị muốn nói với cậu, cậu chỉ cần chuyển tầm mắt khỏi nam sinh thì cậu sẽ phát hiện ngoài nam sinh ra vẫn còn có người con gái khác, không thua kém gì nam sinh cả. Hơn nữa cô gái ấy cũng đang chờ đợi cậu. Chị Alice, chị nói gì vậy? Lòng tôi đã rối lắm rồi, chị đừng khiến nó rối thêm nữa. Hòa Bình, từ bây giờ tôi nói những lời này không đúng cho lắm, nhưng bấy lâu nay vì tôi là chị của Trang Sinh mà trong lòng cậu cũng chỉ coi tôi là chị gái. Nhưng tôi không cam tâm, tôi không muốn làm chị của cậu. Cậu nhìn tôi cho kỹ đi, cậu tìm hiểu lại về tôi đi. Lẽ nào giữa hai chúng ta không còn khả năng nào khác sao? Chị Alice, chị muốn tôi nói lời thật lòng không? Đương nhiên rồi. Khó khăn lắm mới nói ra được chuyện này. Tôi muốn nghe lời thật lòng của cậu. Chị Alice, trong lòng tôi, chị vẫn luôn là chị của Trang Sinh, cũng là người mà tôi rất kính trọng. Trong làm ăn, chúng ta là cộng sự. Trước giờ tôi chưa từng nghĩ quan hệ của chúng ta có thể đến bước đó. Hơn nữa, chị Alice, chị đừng nhắc lại chuyện này nữa. Trong tim tôi chỉ có nam sinh thôi. Cậu lại gặp ác mộng gì mà giật mình thon thót thế? Chắc bình thường cậu gây ra không ít chuyện xấu nhỉ? Muộn vậy rồi, cậu còn đi đâu? Hòa Bình, Hòa Bình, Hòa Bình, cậu mắng tôi đi, đánh tôi đi, cậu muốn làm gì với tôi cũng được. Tóm lại đừng đối tốt với tôi. Sao thế, cậu bị điên à? Tôi có lỗi với nam sinh, cũng có lỗi với nhà các cậu. Sao thế, có chuyện gì xảy ra? Tôi lỗi là do tôi cả. Hạnh cậu và nam sinh cãi nhau là vì chuyện này. Cậu bị điên hay sao vậy? Tóm lại là tôi có lỗi với cậu. Được rồi, chuyện này không có chút liên quan nào đến cậu cả. Thôi đừng buồn nữa. Đàn ông đàn an. Cậu mặc như vậy đẹp lắm. Vậy sao?
Nam sinh à? Người đó là Hòa Bình sao? Hòa Bình à? Trên mặt cậu có gì vậy? Để tôi lau cho. Để tôi lau cho. Không sao. Hai người từ sau khi cậu bị cưới đã bao lâu không liên lạc rồi? Không thể cứ chiến tranh lạnh mãi như vậy chứ. Anh ấy đâu có đến tìm mình đâu. Cậu xem chị A Lịch, ánh mắt như con hổ đói thế kia. Để tôi. Nếu cậu còn không sốt sắng, chị ta sẽ giành mất Hòa Bình. Đến khi đó cậu không biết khóc vào đâu đâu. Nhưng tôi có thể làm gì được chứ? Hai người chắc cậu rõ ràng là rất yêu nhau, tâm đầu ý hợp. Nhưng không ai chịu chọc thủng lớp giấy đó. Cứ để yên mãi như vậy có được không? Mình có một cách. Chúng ta cũng sắp tốt nghiệp rồi. Cậu xin được quay lại với Hòa Bình ngay trong lễ tốt nghiệp. Cậu ấy nhất định sẽ đồng ý thôi. Như vậy có được không? Sao lại không được chứ? Cậu không biết trường chúng ta đến lễ tốt nghiệp sẽ náo nhiệt lắm à? Trên dưới sân khấu, từng đôi chia tay tỏ tình. Nam sinh theo đuổi nữ sinh là chuyện quá bình thường. Đừng nói đến một cô gái như cậu muốn theo đuổi một chàng trai, có đúng không? Nếu như không thành công thì sao? Nhất định sẽ được. Nghe mình đi, không sai đâu. Đi nào, chúng ta về bàn bạc lại cho kỹ. Đi. Đưa tôi đi. Đứa chân sinh đi đâu rồi? Chạy đi đâu rồi? Đứa chân sinh, cậu đi đâu đấy? Tôi đi khắp nơi tìm cậu. Tôi vẫn luôn ở chỗ Hòa Bình khuyên nhủ cậu ấy. Tất nhiên phải. Để rồi đừng nói nữa. Nghe tôi nói đã. Tôi nói ngắn gọn thôi. Tôi đã thuyết phục được nam sinh. Cậu ấy đồng ý xin quay lại với Lâm Hòa Bình trong lúc chụp ảnh tốt nghiệp. Làm long trọng vậy à? Tôi không tin Lâm Hòa Bình sẽ nói ra được chữ không. Thế nên nhiệm vụ của cậu chính là tìm cách đưa Lâm Hòa Bình đến lễ tốt nghiệp. Chuyện này... Chuyện này không dễ đâu. Có gì mà không dễ? Tóm lại cậu nhất định phải làm được. Đã biết chưa? Được, chuyện này giao cho tôi đi. Tôi sẽ làm, tôi đi tìm cậu ấy. Mau đi đi. Hòa Bình à? Hòa Bình, Hòa Bình. Chuyện gì vậy? Cậu còn hỏi tôi à? Cậu biết hôm nay là ngày gì không? Ngày gì? Là lễ tốt nghiệp của nam sinh. Ngày quan trọng như vậy. Cậu mau đi theo tôi đi. Thôi bỏ đi. Tôi cũng đã chia tay với nam sinh rồi. Chuyện như vậy tôi không nên đi tìm. Cái gì mà chia tay với không chia tay? Cho dù thế nào các cậu vẫn là anh em mà. Lâm Hòa Bình à? Cậu nghe tôi nói đi. Ngày nam sinh mặc áo thạc sĩ cả đời chỉ có một lần thôi. Nếu cậu bỏ lỡ sẽ không còn nữa đâu. Họ sắp bắt đầu chụp ảnh rồi. Cậu mau đi theo tôi. Đừng có đứng ngay ra đó. Mau đi thôi. Tốt nghiệp rồi. Tốt nghiệp rồi. Tốt nghiệp rồi. Hứa Trạng Sinh, cậu làm thế này. Đi nào Hòa Bình. Được rồi. Hòa Bình, dù cậu đã chia tay với nam sinh thì vẫn là anh trai của cô ấy. Lễ tốt nghiệp là quan trọng, sao cậu có thể vắng mặt? Đó là việc của sinh viên các cậu. Tôi đến sẽ kỳ lắm. Không mất nhiều thời gian của cậu đâu. Không còn sớm nữa, công ty còn có việc, tôi về trước đây. Đừng mà Hòa Bình, cậu đợi thêm một lát đi. Cậu ấy sẽ đến đây ngay đấy. Công ty thật sự có việc mà. Đừng mà, Hòa Bình. Tốt nghiệp vui vẻ nhé. Công ty còn có chút chuyện. Anh đi trước đây. Anh có thể đừng đi vội được không? Khoảng thời gian này, tuy chúng ta không gặp mặt,
nhưng lại cho em đủ thời gian để suy nghĩ về quan hệ giữa hai ta. Em muốn nói, em không thể sống những ngày tháng không có anh được. Anh là anh trai của em, hơn thế nữa lại còn là người em yêu. Em có thể vì anh mà từ bỏ mọi thứ, chỉ cần được sống bên anh thôi. Chúng ta quay lại với nhau được không? Trở lại như trước đây, lần đầu tiên vào nhà anh dựng lều vải cho em. Khi em khóc đến đau đớn, anh cho em ăn kẹo. Chúng ta quay lại có được không? Nam sinh, anh hiểu ý của em. Khi được ở bên em là thời gian anh thấy vui vẻ nhất. Lần đầu tiên được gặp em, em ở đó đau lòng nhưng lại cũng rất đáng yêu. Anh cũng đã đau lòng theo. Em uống sữa đậu là sẽ nôn, sẽ thấy khó chịu. Anh lo lắng đến mức cả đêm không ngủ được. Khi nhìn thấy em viết nhật ký trong lều vải, em thật sự rất xinh đẹp. Khi em thi đỗ vào đại học, anh đã phấn khích đến mức như thể chính mình là người thi đỗ vậy. Khi em khóc, khi em cười, nhất cử nhất động của em anh đều quan sát tỉ mỉ. Nhưng chúng ta không thể ở bên nhau. Chúng ta không thể ở bên nhau. Em có tương lai của riêng em, anh cũng có con đường của riêng mình. Em nên đi theo giấc mơ của chính mình, chứ không phải ở bên anh. Thế nên cố lên. Lâm Hòa Bình, cậu đứng lại cho tôi. Cậu đứng lại. Bây giờ nam sinh đang bày tỏ với cậu, cậu lại như con gái e thẹn bỏ đi. Cậu có từng nghĩ đến cảm giác của nam sinh không vậy? Cậu tưởng tôi không muốn ở bên cô ấy sao? Tôi có gì chứ? Tôi chẳng có gì cả. Tôi có thể cho cô ấy thứ gì? Chẳng thể cho gì cả. Cô ấy nên có một tương lai tươi sáng hơn. Tôi không muốn làm cô ấy lỡ dở. Tất cả đều là cái cớ. Những thứ đó so với cô gái mình yêu thương có là gì chứ? Phải, cậu không ra xã hội kiếm sống. Cậu có thể vô tư yêu đương trong trường, cũng có thể sống vô lo vô nghĩ. Nhưng tôi thì sao? Tôi phải tự đối diện với sự sinh tồn. Cô ấy cần có lựa chọn tốt hơn. Cô ấy đi theo tôi sẽ chỉ chịu khổ cực. Cậu có hiểu không? Lâm Hòa Bình, nam sinh khóc đáng thương như vậy mà vẫn nhẫn tâm bỏ đi được sao? Hòa Bình, anh thật sự muốn đi sao? Xin lỗi.
Chị làm gì hả? Để em qua đó. Em nói cho chị biết em đi đâu trước đã. Em đi đâu sao? Tất nhiên em đi tìm Hòa Bình. Em phải hỏi sao cậu ấy lại làm như vậy với nam sinh. Em đừng kích động như vậy được không? Bình tĩnh đi. Chị thay mặt Hòa Bình đến đây nói chuyện với em. Có gì nói với chị? Tên nhóc đó còn không dám gặp em. Cậu ta định trốn cả đời ư? Hòa Bình bảo chị chuyển lời cho em. Cậu ấy biết em định nói gì. Không muốn gặp em. Cũng không muốn nghe em nói. Không được, em nhất định phải gặp cậu ấy. Em phải nói rõ với cậu ấy, chị tránh ra. Làm gì đấy hả? Điên gì vậy? Em đừng có ra mặt thay cho nam sinh nữa. Hiện giờ Hòa Bình không thể quay lại với nam sinh đâu. Em hiểu rồi. Có phải chị đã giở trò gì khiến hai người họ chia tay không? Em nói lung tung gì vậy? Nếu chị thực sự giở trò khiến hai người họ chia tay thì chỉ chứng minh tình cảm của họ không hề vững chắc. Đây là lựa chọn của Hòa Bình. Sao em lại phải ép cậu ấy? Đương nhiên chị không muốn em đi tìm cậu ấy rồi. Vì mục đích của chị đã đạt được rồi. Chị đã nhìn thấy Hòa Bình chia tay với nam sinh. Chị có biết nam sinh đau khổ như thế nào không? Mắt cậu ấy sưng hết cả lên. Tên nhóc này, em đang vu oan cho chị đấy à? Em tưởng chị thấy Hòa Bình buồn rầu, chị thoải mái lắm sao? Em có biết kể từ khi hai người họ chia tay, Hòa Bình cũng không có tâm trạng quan tâm đến cửa hàng. Chị phải gánh vác một mình đấy. Chị vất vả chống đỡ ngày này qua ngày khác. Em tưởng chị sung sướng lắm à? Nhưng chị vẫn phải nói, Hòa Bình và nam sinh không hề hợp nhau. Hai người họ sớm muộn cũng sẽ chia tay thôi. Đau ngắn còn hơn đau dài. Chia tay sớm tốt cho cả hai thôi. Đúng là chị nghĩ như vậy thật. Em phải đi tìm cậu ấy. Chị tránh ra. Em quay lại đây. Nhìn chị đi. Em có biết chuyện tình cảm quan trọng nhất chính là muốn đăng hộ đối. Hai người họ bây giờ không cùng một thế giới rồi. Em có hiểu không? Sớm muộn em cũng sẽ hối hận vì sự ấu trĩ của mình hôm nay thôi. Nói cho chị biết, em sẽ không hối hận đâu. Em... Chị. Sao về mà cũng không nói với chị tiếng nào cả? Nếu không phải chị đến thăm em, chị cũng không biết là em ra tù rồi. Em cũng không có mặt mũi nào. Em cũng không biết nên nói với chị thế nào nữa. Đều đã qua cả rồi. Đều đã qua cả rồi. Alo, mẹ à? Hòa Bình à? Mẹ kể cho con nghe. Vừa nãy mẹ ngủ chưa? Lại mơ thấy nam sinh. Mẹ, mẹ đừng như vậy mà. Kiểu mà trông thấy mẹ như vậy, chắc chắn sẽ bị dọa mất. Mẹ đừng như vậy được không? Thằng ngắt này. Hôm nay con có rảnh không? Hay là con đưa Kiểu Mạn đến nhà mình đi, cùng ăn bữa tối được không? Nếu con thật sự không có thời gian, mẹ đến chỗ của con cũng được. Con chỉ cần để mẹ nhìn con bé một cái thôi cũng được nhá. Nhưng chúng ta không thể gửi gắm tình cảm lên người khác, mẹ thấy có đúng không? Con đúng thật là. Mẹ biết ngay, sinh con trai chẳng có tác dụng gì cả.
Mẹ thả lúc đó sinh con gái còn hơn. Con gái là chiếc áo bông nhỏ của mẹ, sẽ không giống con đâu. Chẳng biết quan tâm người ta chút nào cả. Alo, mẹ. Có phải cậu đưa Kiều Mạn về nhà rồi đúng không? Dì Lan coi cô ta như nam sinh à? Mẹ tôi cứ muốn gặp Kiều Mạn, tôi cũng hết cách. Cậu làm như vậy thì có lợi gì với dì Lan? Như vậy chỉ khiến dì ấy bị kéo về bóng tối quá khứ. Cô ta có thể ở bên dì Lan cả đời không? Cô ta đã là vợ người khác rồi. Cần chị phải nhắc nhở tôi lần nữa à? Tôi biết chị còn mở tiệc chúc mừng cho hai người họ. Tất cả những gì chị làm có dụng ý gì tôi đều hiểu cả. Hòa Bình, tôi làm như vậy đều vì lo lắng cho cậu thôi. Cậu nhìn tôi đi. Trong mắt tôi chỉ có cậu. Tôi sẽ không bao giờ thay đổi đâu. Alex, tôi đã nói với chị rồi. Quan hệ của hai chúng ta chỉ là quan hệ hợp tác, không thể có mối quan hệ khác được đâu. Chị tự ngẫm nghĩ đi. Ai thế? Ai vậy? Sao chị lại đến đây? Kiều Mạn đâu? Cậu ấy không có nhà, ra ngoài rồi. Chị làm gì đấy hả? Con người chị sao lại tự tiện thế? Tôi có cho chị vào nhà không? Tôi nói này, tốt nhất cô hãy khuyên Kiều Mạn đi. Sao cô ta vẫn còn ở đây, không chuyển đi? Người gả đi rồi như bát nước đổ đi. Cô ta đáng lẽ nên chuyển đến sống cùng với Hán Sâm chứ. Cậu ấy thích chuyển đi lúc nào thì chuyển đi lúc ấy. Bố của nam sinh. Không sai, chính là ông ấy. Nhất định là Kiều Mạn vẽ. Cô ta vẽ bố của nam sinh làm gì? Alo, Kiều Mạn. Sao thế? Không có gì đâu. Chỉ là mẹ anh cứ muốn anh dẫn em về nhà chơi. Anh sợ bà ấy không kiềm lòng được, tự mình đến tìm em. Nếu có làm phiền em thì... Có sao đâu. Mẹ anh tốt bụng lắm mà. Sao anh lại cứ sợ tôi tiếp xúc với mẹ anh thế? Không phải. Anh sợ bà ấy coi em như người thay thế, giống như anh trước đây vậy. Chỉ có điểm khác nhau là anh không những coi em là người thay thế mà anh còn yêu em nữa. Lâm Hòa Bình, câu này tôi coi như anh chưa từng nói. Hai chúng ta là bạn, bạn thân. Chuyện của mẹ anh không cần lo. Dì ấy có đến tôi cũng không để bụng đâu. Tôi cần có việc, tôi cúp máy đây. Anh không chỉ coi em là nơi gửi gắm tình cảm mà còn rất yêu em nữa. Lâm Hòa Bình, tôi coi như anh chưa nói câu này. Tôi và anh là bạn, bạn tôi. Tôi còn có chuyện khác nữa, tôi cúp máy đây. Lâm Hòa Bình, sao mày còn không khống chế được và nhớ cô ấy chứ? Hòa Bình,
Nam Sinh đi rồi. Đi rồi ư? Đây là thứ cô ấy để lại cho anh. Hòa Bình, khi anh nhìn thấy bức thư này thì em đang trên đường đi tới một góc nào đó thuộc về chính em trên thế giới này. Có lẽ đây là lần cuối cùng em nói chuyện với anh. Em nhớ thật nhiều thứ tuyệt vời, như dáng vẻ anh ngồi trên xe đạp của em, đón gió xuân mà vui cười, như chiếc lều nhỏ chúng ta từng ẩn náu cả thế giới. Nhưng bây giờ có vẻ như từ giây phút nào đó những thứ này đã không còn có ý nghĩa gì nữa, giống như cầu vồng mất đi màu sắc trong nháy mắt, giống như ngôi sao hồi nhỏ em hay ngước nhìn đột nhiên vụt tắt. Thành phố này từng cho em sự vui vẻ rồi sẽ biến thành những mảnh vỡ sâu thẳm trong trái tim em. Em chỉ muốn rời xa nơi đây. Cuốn nhật ký này ghi lại tất cả ký ức đẹp đẽ của chúng ta. Không phải anh vẫn không muốn xem hay sao? Bây giờ em đưa nó cho anh, tìm một nơi để hồi ức của chúng ta được yên bình. Xin lỗi, xin anh hãy xin lỗi dì Lan giúp em. Em thật sự không đủ dũng cảm đứng trước mặt dì ấy nói tạm biệt. Anh cũng không cần đi tìm em đâu. Anh từng xuất hiện trong sinh mệnh của em, anh từng xuất hiện trong trái tim của em. Em sẽ yêu anh mãi mãi. Nam Sinh, em về đây đi. Đây, đây là 50.000 tệ tôi nợ anh, cứ đếm đi. Nhanh vậy sao? Công ty kiếm được tiền rồi à? Anh không cần lo chuyện này. Dù sao tiền này cũng là đồng tiền sạch sẽ. Sao, không muốn à? Không thì tôi lấy về. Chỉ cần là tiền thì tôi đều lấy. Nhưng so ra thì tôi muốn hợp tác với cô hơn đấy. Với con người của anh, nợ có một chút tiền mà đòi như đòi mạng vậy, còn muốn hợp tác với tôi? Cầm tiền rồi cút đi đi. Sau này chúng ta không ai nợ ai cả. Cứ suy nghĩ lại đi. Chị, không hay rồi. Sao thế? Nam Sinh đi rồi. Đi rồi? Đi đâu thế? Không biết nữa, có lẽ là đến một nơi rất xa. Cô ấy chỉ để lại một bức thư và một quyển nhật ký. Nhật ký gì cơ? Trên đó viết bốn chữ nhật ký biểu ngạn. Trước kia Nam Sinh có thói quen viết nhật ký, có lẽ là vì Hòa Bình từ chối cô ấy nên đau lòng quá mà đi. Vậy giờ Hòa Bình thế nào rồi? Cô ấy tìm Nam Sinh khắp nơi, chắc là hối hận rồi. Không được, chị phải đi xem sao. Ali, cô suy nghĩ lại đi. Ali, sao lại không từ mà biệt? Còn không gặp mặt anh lấy một lần. Lời hứa cũng chỉ nhạt nhòa đến vậy thôi. Là anh thất hứa. Chắc chắn Nam Sinh hận mình chết được. Phục vụ, cho hai bát mì thịt bò. Được. Có còn lạnh không? Ngồi đi. Đẹp quá. Nam Sinh, em thích thành phố nào? Phía Nam hay phía Bắc? Không biết nữa. Em chưa đi tới đâu cả. Vậy sau này anh đưa em đi du lịch nhé. Được ạ. Ăn đi, còn nóng đấy. Mời dùng. Cảm ơn. Ăn đi, ấm hơn đây. Này, anh ăn nhiều vào, đừng gắp cho em nữa. Anh ăn đủ rồi. Khi tâm trạng không tốt, ăn nhiều một chút. Ăn nhiều một chút, chỉ cần no bụng là tâm trạng sẽ tốt lên thôi, cũng không còn nhớ nhà nữa. Là...
không ngon sao? Sao thế? Tôi biết cậu thấy không vui, nhưng chuyện này không trách cậu được đâu. Tôi cảm thấy mình thực sự đã làm tổn thương cô ấy rồi. Tôi có phải là kẻ ngốc không đi nói những lời như vậy với cô ấy trước toàn trường? Hòa Bình, chuyện này cậu đừng nghĩ theo hướng đó. Dù cậu không từ chối cô ấy, cũng có thể cô ấy vẫn sẽ đi. Cô ấy đã trưởng thành rồi, không phải là nam sinh của ngày xưa nữa, không cần cậu bảo vệ. Cậu nhất định phải sắp lại tinh thần. Sớm muộn gì cũng có một ngày nam sinh hiểu ra rằng cậu làm vậy là vì muốn tốt cho cô ấy. Tôi kết quái gì chứ? Tôi tưởng làm thế là tốt cho cô ấy, nhưng kết quả thì sao? Tôi phát hiện ra mình đúng là một kẻ không có đầu óc. Tôi thừa biết rằng nam sinh chỉ còn mỗi người thân là tôi. Tôi chính là chỗ dựa của cô ấy. Tôi biết tôi hiện là người quan trọng nhất đối với cô ấy.
Thế mà tôi vẫn đẩy cô ấy xuống hố. Tự cho là mình đúng. Tôi cũng không biết hiện giờ cô ấy đang ở đâu. Tìm không thấy. Cậu muốn uống rượu thì tôi uống cùng cậu. Nào. Tôi thấy mình phải tiếp tục đi tìm cô ấy. Đúng. Tôi phải đi tìm cô ấy. Mẹ. Về rồi à? Con mang cho mẹ ít đồ. Sao con lại đi một mình thế? Mẹ đã bảo con đưa Kiều Mạn về nhà mà. Mẹ, chẳng phải con đã nói trong điện thoại rồi sao? Nam sinh là nam sinh, Kiều Mạn là Kiều Mạn mà. Sau này mẹ đừng coi họ thành một nữa. Bằng không con kẹt ở giữa cũng khá khó xử. Chẳng phải mẹ đã nhận lỗi rồi sao? Trước kia mẹ không cho con và nam sinh yêu nhau là lỗi tại mẹ, mẹ hồ đồ. Giờ khó khăn lắm mới xuất hiện một Kiều Mạn trông giống y hệt như nam sinh. Nếu con thích con bé thì lần này mẹ nhất định sẽ tắt thành cho hai đứa. Tắt thành gì chứ, người ta đã kết hôn rồi. Con bảo Kiều Mạn đã kết hôn rồi sao? Vậy nên mẹ đừng tốn công nghĩ nữa. Còn thích cô ấy thì cũng có làm được gì đâu. Dù sao cũng không đến được với nhau. Vậy thì đáng tiếc quá. Vốn dĩ mẹ còn đang nghĩ Kiều Mạn mà gả vào nhà ta thì tốt quá rồi. Nhưng mà mẹ phải nhắc con trước. Dù con không thể bên Kiều Mạn cũng không được cho cái cô hứa A Lịch kia bất cứ cơ hội nào đâu. Mẹ nói thẳng với con, mẹ sẽ không để cô ta bước một bước vào nhà ta đâu. Mẹ, mẹ nói gì thế? Con với anh chỉ có quan hệ công việc thôi. Vậy thì tốt. Mẹ nói cho con nghe, công ty con tổn thất chút tiền chỉ là chuyện nhỏ thôi. Mau chóng dẹp đi. Tránh xa cô ta là cách tốt nhất. Cô ta với thằng em đều chẳng phải thứ gì tốt đẹp đâu. Mẹ, chuyện này không liên quan gì đến Chân Sinh cả. Trang Sinh là người anh em tốt của con. Cậu ấy đi du học ở nước ngoài, là một họa sĩ Nga Du. Cũng lâu lắm rồi không liên lạc. Mẹ, mẹ nói xấu cậu ấy để làm gì? Đâu có, mẹ nói nhầm thôi. Nói chung mẹ muốn nhắc nhở con, con đừng tin tưởng bất cứ ai. Mẹ, có chuyện gì sao? Con... Mẹ nói mà con chẳng hiểu câu gì cả, có phải không? Nốt chết đi được. Nào, dọn dẹp đồ đạc đi. Mau dọn đồ đi, dọn cho sạch sẽ vào nhé. Vâng ạ. Tiếp theo đây mời Kiều Mạn, tác giả của quyển sách này, chia sẻ với mọi người về cách làm phong phú mạch tình cảm trong tác phẩm này. Mọi người đưa ra nhận xét đánh giá được không? Kiều Mạn, đạo diễn đang nói chuyện với cô kìa. Gặp gỡ Barcelona, viết về những cảm xúc thường nhật của tôi hồi còn ở Barcelona. Tôi cũng đã viết rất nhiều về cảnh và người ở nơi đó. Có thể nói như vậy. Mong rằng khán giả thông qua. Dừng dừng. Có phải cô chưa hiểu ý tôi muốn biểu đạt ban nãy không? Đạo diễn, cho tôi xin lỗi. Hóa ra là trốn trong đây mở cuộc họp về kịch bản à? Chuyện bản quyền chưa giải quyết xong mà sao mấy người còn ngồi đây được? La Thần, đây là công ty của tôi, đây là phòng họp của tôi. Cậu cứ không mời mà đến thế này, mức độ kiên nhẫn của tôi có giới hạn đấy. Đừng có thích uống rượu phạt. Bản quyền vốn dĩ thuộc về chúng tôi. Jin, ông cho rằng quay được mấy bộ phim là có thể tùy ý làm càn sao? Mọi người đừng tranh cãi nữa. Tất cả chuyện này do tôi mà ra. Có gì cứ nhằm vào tôi. Giống quá.
sao lại có thể giống đến vậy? Nếu nam sinh còn sống thì thật tốt. Anh nhất định sẽ không để em phải chịu tổn thương. Nhất định. La Thần, nếu anh bằng lòng hợp tác với đạo diễn Trinh, tôi sẽ cố gắng hết sức phát triển tác phẩm này, để tầm ảnh hưởng của phim nâng cao doanh thu bán sách. Như vậy hai bên đều sẽ không phải chịu tổn thất quá lớn. Như vậy được không? Tôi có thể đảm bảo với anh, nếu anh thấy không yên tâm, tôi sẽ báo lại với anh từng bước tiến triển của phim. Được, tôi đồng ý với cô. Hôm nay tôi tạm tha cho họ. Hôm nay vì kiểu mạng đấy tôi sẽ không chấp nhận với mấy người. Mong rằng sau này mấy người có thể phối hợp tốt với cô ấy. Tôi đi trước đây. Đạo diễn, anh ngồi đi. Muốn gỡ nút, phải tìm người buộc dây. Cô mở miệng vài lời, đã mời được con người bám giết kia ra ngoài đó. Tôi cũng không biết nữa. Nhưng mà đừng vui mừng quá sớm. Chúng ta phải nắm bắt thời gian, viết xong giản ý của kịch bản một cách nhanh nhất. Thế này đi, cô trao đổi với mọi người một lát được không? Được. La Thần, tìm mình gấp vậy làm gì thế? Có phải bàn bạc với đạo diễn Trinh lại đi vào ngõ cụt không? Tiểu Khê, ngồi xuống đã. Hôm nay chúng ta không nói được công việc. Vậy thì còn việc gì được? Chẳng phải hôm nay cậu đi tìm gặp đạo diễn Trinh sao? Cậu có biết không, trước lúc đến, mình đã nghĩ mãi về một số việc. Thời còn học đại học, mình theo đuổi nam sinh. Cậu với Trang Sinh hợp tác với nhau chống đối mình. Khi đó mình dám yêu dám hận, khác với hiện tại. Làm việc gì cũng phải suy tính kỹ lưỡng. Giờ nghĩ lại thấy ngốc thật đấy. Hôm nay cậu làm sao vậy? Sao bỗng dưng lại nhớ về năm đó? Những lời này chẳng phải bình thường đều do mình nói sao? Còn suốt ngày bị cậu mắng là ngốc. Tiểu Kỳ, hôm nay đột nhiên mình hiểu ra một chuyện. Bao nhiêu năm nay mình đánh mất bản thân, nội tâm bị thù hận dày vò. Nếu nam sinh còn sống nhìn thấy mình của hiện tại, chắc cô ấy cũng sẽ không thích. Chẳng phải mình từng nói vậy với cậu rồi sao? Đúng thế. Tiếc là mình quá ngu ngốc, đến hôm nay mình mới hiểu ra. Chú Nam, cháu ra tù rồi, cuối cùng cũng có cơ hội đến thắp hương cho chú. Kể cả có là vậy, chú cũng đừng tha thứ cho cháu. Cháu mãi là kẻ có tội không được tha thứ với gia đình chú. Trang Sinh, cháu lại đến chơi à? Dì Lan về rồi à? Nào để cháu. Tốt quá đi mất. Hiếu thảo hơn cả con trai của dì. Dì đừng nói như vậy. Thực ra dạo này công ty có mỗi Hòa Bình thôi. Chị cháu không có ở đây, dì đừng trách cậu ấy. Cháu đến đây để thay Hòa Bình và Nam Sinh chăm sóc cho dì. Chị cháu vẫn ở nước ngoài xem triển lãm đấy à? Hai hôm nữa là về rồi ạ. Được rồi, không nhắc đến chuyện của Hòa Bình nữa. Cháu có biết giờ cứ nghĩ đến Nam Sinh là dì lại nóng máu không? Cô gái đó chẳng hiểu chuyện gì cả. Cũng đã đi thời gian dài như vậy, cũng không biết báo tin, báo cô bình an gì đó về. Khi đó dì phản đối con bé và Lâm Hòa Bình ở bên nhau cũng là điều dễ hiểu thôi, phải không? Cũng đâu thể đánh hay mắng con bé được đâu. Dì Lan à, thật ra trong lòng Lan Sinh có gì đấy. Mấy hôm trước cô ấy mới mua cho dì cái chậu rửa chân, chính là muốn để dì lưu thông máu. Chuyện đó dì cũng đâu lấy làm lạ đâu. Dì nuôi nó bao nhiêu năm, chỉ để đổi lại một chậu rửa chân nữa. Giờ dì chỉ hy vọng con bé được bình an trở về, sau đó tìm cho nó một nhà tốt, gả nó đi. Như vậy cũng xem như ăn nói được với bố con bé, đúng không?
Nhưng nam sinh và Hòa Bình bên nhau cũng rất tốt mà. Nam sinh sẽ được hạnh phúc cả đời. Có gì mà tốt? Điều đó không bình thường chút nào cả. Cháu có từng gặp gia đình nào anh trai lại đi yêu em gái chưa? Chuyển đến tai hàng xóm xung quanh sẽ mắng chúng ta chết đấy, biết không? Nếu hai đứa nó vẫn nhất quyết ở bên nhau thì đừng nhận người mẹ này nữa. Dì nói cho cháu biết, có chết dì cũng không đồng ý cho hai đứa ở bên nhau. Dì nói cho cháu biết, giờ cứ nghĩ đến chuyện hai đứa nó là dì lại thấy đau đầu. Dì đi nấu cơm đây. Cháu Sinh à, dì làm mấy món ngon, cháu lại ăn cơm nhé. Dạ. Nam Sinh à, bao giờ em mới trở về đây? Chị An Lịch, chị về rồi sao? Triển lãm của chị thế nào rồi? Sao thế chị An Lịch? Hòa Bình, cậu đừng trách tôi. Đừng trách tôi. Rốt cuộc là có chuyện gì? Nam Sinh, Nam Sinh đi rồi. Chị đang lừa tôi đúng không? Là ai nói với chị? Thì tôi đi xem triển lãm ở Barcelona, có gặp Nam Sinh. Tôi hẹn cô ấy ra ôn chuyện cũ, nhưng cô ấy không xuất hiện như giờ đã hẹn. Tôi đã rất lo lắng. Tôi đến nơi cô ấy làm việc hỏi mới biết cô ấy gặp nạn trên biển rồi. Cảnh sát đã cử rất nhiều người đi vớt, nhưng không tìm được tung tích gì về cô ấy cả. Chị An Lịch, chị đang lừa tôi đúng không? Có đúng không? Là thật đấy, Hòa Bình. Vậy sao chị không sớm nói cho tôi biết? Tôi không dám nói với cậu. Tôi không biết nên nói như thế nào về chuyện này với cậu. Nam Sinh, tại sao lại tha phương nơi đất khách? Em biết anh nhớ em đến nhường nào không? Không ngờ lại đổi lại kết cục như thế này. Mãi mãi không còn được gặp nhau nữa. Dì xin lỗi. Nam Sinh, xin lỗi con. Nếu sớm biết hôm nay sẽ như vậy, dì nhất định sẽ đồng ý để con được ở bên Hòa Bình. Dì xin lỗi, thật sự xin lỗi con. Nam Sinh, con còn trẻ như vậy, con nói xem dì biết ăn nói với bố con sao đây. Dì xin lỗi. Dì Lan, dì đừng buồn nữa. Chú ý sức khỏe. Thật sự xin lỗi con. Nam Sinh, anh xin lỗi. Hãy trừng phạt anh đi. Nếu không phải do anh, em cũng sẽ không chết. Anh không nên từ chối em ở lễ tốt nghiệp. Nếu như vậy, em cũng sẽ không bỏ đi đến một nơi xa như vậy. Rồi cứ thế ra đi.
Đây là sai lầm, anh không bao giờ bù đắp lại được nữa rồi. Cậu là ai? Sao lại đánh con tôi? Liên quan gì đến cô? La Thần, Lâm Hòa Bình, cậu biết sẽ không đem lại hạnh phúc cho nam sinh, tại sao vẫn bám lấy cô ấy? Tại sao vẫn để cô ấy yêu cậu? La Thần, đừng có như vậy. Chuyện xảy ra không ai mong muốn như vậy cả. Nếu cậu ta sớm từ bỏ để nam sinh ở bên tôi thì sẽ không xảy ra chuyện như thế này. Là chuyện gì vậy? Mọi người đừng ngăn cậu ta, để cậu ta đánh thôi. Là tôi có lỗi với nam sinh. Xin lỗi? Một câu xin lỗi là sao mà? Tôi nói cho cậu biết, Lâm Hạ Bình, hôm nay tôi không phí lời với cậu trong tang lễ của nam sinh. Nhưng cả đời này cậu không xong với tôi đâu. Tôi sẽ không tha cho cậu đâu. La Thần, La Thần, tôi không phải một người anh tốt, cũng không phải một người yêu tốt, không thể đem đến cho em hạnh phúc. Tại sao lại lựa chọn yêu thương người không giữ lời hứa? Bỏ rơi em là anh. Đừng tha thứ cho anh. Nam sinh, vĩnh viễn cũng đừng. Tại sao em lại đi? Nam sinh, bất giác lại đến nơi này. Tiểu Khê, chúng ta về thôi. Không, La Thần, không ai trong chúng ta tránh khỏi được thực tại này. Đúng là nam sinh đã không còn nữa. Nam sinh không còn nữa. Thời gian tươi đẹp khi học đại học của tôi cũng không còn nữa. Ngôi trường đó còn có ý nghĩa gì nữa chứ? La Thần, tôi cũng rất buồn vì sự ra đi của nam sinh. Nhưng cậu đừng quên, ngôi trường đó đối với tôi mà nói không chỉ có hồi ức về cậu và nam sinh, còn có cả cậu và tôi nữa. La Thần, cậu có còn nhớ không? Hôm đó cậu ngồi vẽ lại bức tranh sơn dầu miền Nam sinh, chính là vẽ ở đó. Hôm đó cậu nói ở phòng tranh quá nhàm chán, muốn ra ngoài đi dạo. Chúng ta đã ngồi đó vẽ. Em làm gì thế? Em rất kỳ lạ đấy. Sao lại nổi điên lên như vậy? Tự đánh bản thân mình, như thể em còn buồn hơn cả Hòa Bình vậy.
là em có lỗi với Nam Sinh, là em có lỗi với dì Lan. Sao em lại có lỗi với họ? Chị, nếu em nói cái chết của bố Nam Sinh có liên quan đến em, chị có tin không? Em đừng nói vớ vẩn, nói lung tung gì đấy. Phải chịu trách nhiệm với lời nói của mình, đây là chuyện liên quan đến mạng người đấy. Em chấp nhận gánh chịu mọi hậu quả. Bố của Nam Sinh thật sự bị em đâm chết. Mấy năm nay, ngày nào em cũng sống trong sự dằn vặt đau khổ. Em thật sự Trần Sinh. Dì Lan, dì Lan. Trần Sinh, thật sự là cháu sao? Cháu nói lại một lần nữa đi. Cháu xin lỗi. Cháu xin lỗi gì lắm. Cháu không cố ý đâu. Cháu không cố ý đâu. Dì Lan, dì Lan. Dì Lan, dì Lan, dì Lan, dì nghe cháu nói. Còn gì để nói nữa? Tôi sẽ không tha thứ cho hai chị em cô. Cô mà cút đi cho tôi. Dì nghe cháu nói đi. Dì Lan, dì nghe cháu nói. Cháu chỉ có một người em trai là Trăn Sinh thôi. Là tại người làm chị như cháu không dạy dỗ tốt em trai của mình. Dì muốn đánh muốn phạt, cứ để cháu chịu hết. Cả đời này cháu cam tâm tình nguyện làm trông ngựa cho dì, thay Trăn Sinh trả lại tội của mình. Cô trả sao? Cô lấy gì để trả đây? Nam Kiến Minh đã chết rồi. Bây giờ Nam Sinh cũng không còn nữa. Cô có trả nổi không? Cô có biết tôi đau lòng đến mức nào không? Gì là? Cháu nhất định sẽ khiến Trăn Sinh đi tự thú. Nhưng cháu muốn cầu xin dì một chuyện. Dì đừng nói chuyện này cho hòa bình đi. Trăn Sinh vô cùng coi trọng tình bạn từ nhỏ đến lớn với hòa bình. Cháu xin dì đấy. Cháu xin dì mà dì lắm. Cháu xin gì đấy? Cháu xin gì mà? Đi đi. Đừng để tôi gặp hai người nữa. Hai người tốt nhất hãy biến mất mãi mãi trước mặt tôi đi. Trăn Sinh, Trăn Sinh, dì Lan đã đồng ý rồi. Dì ấy sẽ không nói cho người khác biết đâu. Đi đâu rồi? Thank you.
Đây là cách mà em từ biệt sao? Chỉ để lại một bức thư rồi đi ư? Em ngẩng đầu lên nhìn chị đi. Em nói cho chị biết đi. Đây không phải là sự thật. Em chỉ lừa chị thôi. Chị, là em đã đâm chết bố của nam sinh. Chị không tin. Chị không tin. Ngày đó em lái chiếc xe của cửa hàng mình đi giao hàng. Em thể thật sự không biết trước mặt có người. Sau khi đâm phải chuối em ngay ra, em thật sự rất sợ. Em không biết phải làm thế nào, em chỉ biết chạy trốn thôi. Cho đến ngày chị nói cho em biết tình trạng của bố làm gì, em mới nhận thức được em thuộc vào kẻ gây chuyện bỏ trốn. Em bảo chị sau này phải sống một mình thế nào đây? Em cứ vào tù như vậy, tại sao trước khi đi tự thú không nói tiếng nào với chị? Chị là người thân của em đấy. Chị, trước đây nghĩ bố nam sinh mất rồi, nhưng nam sinh vẫn còn sống. Em chỉ cần đối xử thật tốt với nam sinh là có thể đền tội. Nhưng nam sinh cũng mất rồi, cơ hội trổ tội duy nhất của em đã không còn nữa. Vì thế em chỉ đành phải đi tự thú. Chỉ có tự thú mới có thể trừng phạt bản thân mình. Em muốn bảo vệ nam sinh nên dùng mọi cách ngăn chị và Hòa Bình yêu nhau sao? Đúng vậy. Chỉ cần chị và Hòa Bình ở bên nhau, nam sinh sẽ rất đau khổ. Vì thế em phải nghĩ mọi cách giúp nam sinh quay lại với Hòa Bình. Như vậy em mới thấy an tâm. Nhưng nam sinh đã chết rồi, em muốn làm gì cũng vô dụng. Em ngốc quá rồi đấy. Tại sao em lại không nói cho chị? Em nên nói cho chị biết từ lâu rồi. Chị, xin lỗi chị. Bao năm qua chị đã vất vả kiếm tiền cho em đi học, đều uổng phí cả rồi. Nhưng em có một chuyện, chị giúp em được không? Em nói đi. Em không muốn Hòa Bình biết chuyện này. Chị nhất định không được nói cho cậu ấy biết. Chị có thể đồng ý với em được không? Được. Chị đồng ý với em. Chị sẽ không để cậu ấy biết đâu. Cảm ơn chị. Như vậy em có thể an tâm đi cải tạo rồi. Ha ha ha!